tự tin làm chủ mọi cuộc chơi với hương thơm nam tính lịch lãm. Khám phá ngay lăng và xịt khử mùi từ Romano. Romano, làm chủ cuộc chơi. Tự tin làm chủ mọi cuộc chơi với hương thơm nam tính lịch lãm. Khám phá ngay lăng và xịt khử mùi từ Romano. Romano, làm chủ cuộc chơi. Tự tin làm chủ mọi cuộc chơi với hương thơm nam tính lịch lãm. Khám phá ngay lăng và xịt khử mùi từ Romano. Romano, làm chủ cuộc chơi. Tự tin làm chủ mọi cuộc chơi với hương thơm nam tính lịch lãm. Khám phá ngay lăng và xịt khử mùi từ Romano. Romano, làm chủ cuộc chơi. Tự tin làm chủ mọi cuộc chơi với hương thơm nam. Alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào khán giả đặc biệt của buổi stream hôm nay. Bởi stream hôm nay chủ yếu là phục vụ một khán giả duy nhất thôi. Khán giả này đang bị ốm, đang rất là cảm thấy bức xúc trong người, muốn kiếm chỗ giải tỏa. Hôm nay rảnh rỗi nên là anh phải vào đi Chí Tôn lúc nữa, một lúc nữa thôi. 8:30 là đến giờ Chí Tôn rồi. Lúc đấy thì phải bật tu lên thôi. Giờ tranh thủ ra trình diễn trước cho khán giả xem. Bùm chiếu, trúng không? Nhìn cái biết là... Ui ôi, xa đấy nhỉ? Như vậy là gặp được một bạn level 69. Tên là tên con gái nhưng mà thân hình con trai. Thật là khó xác định giới tính. Như vậy là thanh niên này quyết định áp sát. Có lẽ là nhìn thấy anh quá đẹp trai thì làm gì đây. Dã man con ngan.
Thế thì ai chơi? Bay lên thì đơn giản quá. Tôi đứng dưới đây thể hiện. Chúng không. Dường như đây là một khoảng cách. Ôi dồi ôi. Bóng lướt qua mặt của thanh niên đến từ server nào đây nhỉ? Chả biết nữa. À chúng rồi. Như vậy thì kết quả vẫn không thay đổi. Người chiến thắng chính là người đẹp trai hơn. Một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả, nhất là một bạn khán giả đặc biệt trong buổi stream hôm nay. Có thể là từ nãy giờ nói chỉ cho mình bạn ấy nghe thôi. Vâng, tiếp tục là nhân vật tên con gái và thân hình con trai. Như vậy là anh ấy vẫn rất là chịu khó và muốn gặp được người đẹp trai thì phải chăm chỉ đi thôi. Rất tiếc, lần này thì anh ấy đã không có cơ hội đến gần và làm quen rồi. Một không khéo mình cũng thế, gặp thấy gặp gái xinh quá dễ thương như là gấu chẳng hạn, chỉ dám đứng nhìn thôi, không dám đến gần làm quen. Xấu hổ chết đi được. Châu đực. Khả năng đây là một thanh niên đến từ Đồ Sơn. Từ nãy giờ không hiểu thế nào mà toàn gặp các nhân vật mang tên chủ đề về giới tính. Quá chi là căng. Và như vậy thì thanh niên châu đực của chúng ta, anh ấy cần giảm thương. Khoảng cách là rất xa, tuy nhiên không làm khó được game thủ đẹp trai như tôi. Ok. Bay qua hành lạc luôn. Pew. Hello. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho hết nắng. À vâng, như vậy là châu đực anh ấy quyết định đậu trên một tán cây rất nhỏ. Cuối cùng đã rụng rồi. Làm gì đây? Thật đúng là khó chiều. Vâng, như vậy là anh ấy tiếp tục làm gì đây? Giữ vậy ta. Khả năng là không chết rồi. Ông làm như mình ông Châu ấy. Đây. Này đi Châu được này. Gặp ngay là gấu. Gặp gấu đi Châu tắt điện thôi. Thế nào, xin hỏi bạn khán giả đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, từ nãy giờ đã cười được nhiều chưa? Sâu diễn không có chấn thành nhưng mà vẫn cười tưng bừng. Và như vậy tiếp tục là anh Châu Đực. Anh Châu Đực, anh đã thở dài ngao ngán.
biết làm sao được. Ôi xa, xa, chết tôi rồi, xa quá cơ. Hết mất góc, không kịp fit. Liệu anh Châu Đực có nghĩ ra cái sách nào hay ho hơn không? Và như vậy anh sẽ áp dụng ba tơn. Liệu có thể nào giải quyết được gấu không? Úi dồi ôi, thốn đến tận rốn. Vâng, như vậy là anh Châu Đực ra dấu, quay tay ra dấu xin thần tốc. Anh ấy đã gõ hai chữ TT. Vâng, ra luôn. Hoa cầu được ước thấy. À, hôm nay quả là ngày của Châu Đực. Chúng không? Ồ, như vậy khả năng là vẫn chưa chết. Rất đáng tiếc thanh niên Châu Đực. À, bay qua thì đơn giản quá. Đứng đây thể hiện. Thể hiện với gấu chứ. Phiêu. Chúng không? Úi dồi ôi, mít rồi. Không sao. Thiếu một vài cờ. Châu Đực sẽ ra đi. Mít mít. Vâng, như vậy là một trận đấu vô cùng cam go. Đội chủ nhà chỉ còn vài giọt máu. Tuy nhiên đây là một chiến thắng ý nghĩa. Tất cả là dành cho gấu mẹ. À, do là cái máy tính của anh hơi bị cùi nên là anh không bật được cái tab chat lên. Nên sorry nhá, gấu ngồi xem mà cười thôi. Không cần phải chat đâu. Lâu lắm rồi mới quay lại với công việc stream. À, tôi đang cảm thấy nhớ hai người cộng sự. Đó chính là anh Nam Mặt Trai. Giờ này thì anh đang lưu lạc nơi đất khách quê người. Thứ hai là bạn Len xinh gái. Giờ này thì ui rồi, chết từ rồi. Giờ này không biết bao nhiêu nữa. Chả nhớ. Ô, chúng luôn. Bắn đùa chúng thật. Vui nhỉ. Cơ bản là đang nhớ tới bạn Len cái bắn chúng luôn. Nhớ tới Nam Mặt Trai kiểu gì cũng bắn mít. Thanh niên Nam Mặt Trai thì giờ đang lưu lạc ở bên xứ sở Hoa Anh Đào. Không biết anh ấy làm gì nhưng mà cứ thấy sáng sớm là bắt đầu đăng status đi làm việc quần quật quần quật. Như thế chả mấy chốc mà giàu. Ô la la, đây là thằng anh đẳng cấp Nam Định. Ôi giời ơi, dân Nam Định đây. Vâng, như vậy là anh ấy làm gì đây? Anh ấy quyết định áp sát. À, anh ấy quyết định ăn một hit. Liệu có qua cơn bão này? Ờ, như vậy là anh ấy đã không qua khỏi. Xin chia buồn cho một thanh niên tới từ Nam Định. À, thanh niên này thì cũng khá quen thuộc từ xưa rồi. Thanh niên này ở server Gà Tía đây.
Ngày xưa là mấy thanh niên chơi bờ cà tía hay đi muốn lên hình đuổi hình bắt chữ, à quên, muốn lên hình sim gunny sâu. Bây giờ thì mỗi người một nơi rồi. À, hôm nay sẽ là một show rất là ngắn thôi, dành tặng cho một khán giả đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, nên là tôi làm 15 phút nữa thì xin phép khán giả được họp. Ai đây? Vâng, đây chính là bọn đây fit 3050. Đây chính là bot hệ thống. Chúng không bùm chiếu. À, như vậy là lệch mất một ô cửa sổ. Seco 449. Hai bot hệ thống ăn mặc rất là city, đầu đội cái nón hình con gấu trúc, mặc cái bộ set có con rắn, không biết con rắn hay con thằn lằn đấy, bơi qua bơi lại nhìn yêu thế. Lần này thì sẽ thành công rồi. Oh yeah, như vậy là chưa chết, vướng mất viên rồi đây. Viên này chừng độ khoảng góc 30 thì mới vọt qua được. Căng. Rồi giải quyết nhanh em boss này. Boss gì? Boss Vinagame lại để level 69, không để level 70 chắc chắn. Ý đồ quá. Teo. Vâng, một thanh niên level 70 đặt tên như boss hệ thống vậy. À, để tỏ lòng tôn trọng đối thủ, ta bằng cái và anh ấy có cơ hội bắn. À, bay qua thực hiện công phu Hất Diêm Đại Pháp của Lệnh Hồ Sung công tử. Bùm chiếu hôn gió cái. À, như vậy là anh ấy quyết định búp trọng thương, một pha bắn máu thần thánh. À, để tránh cho nỗi đau này thêm dài, ta cũng tiễn anh ấy đi. Bye bye tình yêu. Đây chém gió không biết có mấy người nghe không. Ôi trời ơi, không thông báo gì mà cũng có mấy người vào xem, thế là ngại quá. Tự tin làm chủ. Tôi không muốn nhiều khán giả xem đâu, tôi chỉ muốn trình chiếu cho một bạn khán giả đặc biệt của ngày hôm nay thôi. Tuy nhiên các bạn vào xem đông như thế này thì ôi trời ơi, tại có mấy thanh niên âm thầm thông báo gì mà lắp tun rồi đi săn mấy người vào xem. Tôi ăn hành chết mất, cả ngày hôm nay ăn nhiều hành lắm rồi. Tự tin Tha cho em các chị. Tôi không muốn nhiều khán giả xem đâu, tôi chỉ muốn trình chiếu cho mày anh bạn khán giả đặc biệt đây của ngày hôm nay thôi. Tuy nhiên các bạn vào xem đông như thế này ra thì vào rồi. Ôi trời ơi, tại có mấy thanh niên âm thầm thông báo gì mà
lắp tun và đi săn mấy người vào xem. Tôi ăn hành chết mất. Cả ngày hôm nay ăn nhiều hành lắm rồi. Diễn tự tin làm cho em các chị chúng không. Tôi không muốn nhiều khán giả xem đâu, tôi chỉ muốn trình chiếu cho mai anh khán giả đặc biệt của ngày hôm nay thôi. Tên anh ấy là số đỏ, tuy nhiên vào xem đông ra vào cho tôi dịch cái tại có mấy thanh niên âm thầm thông báo gì mà nên có tên là số đỏ đi săn mấy người vào xem. Tôi ăn hành chết mất. Cả ngày hôm nay ăn nhiều hành lắm rồi. Số đỏ đi bán thôi. Diễn tự tin làm cho em các chị chúng không. Tôi không muốn nhiều khán giả xem đâu, tôi thôi tranh thủ tí 15 phút nữa ập gấp, có không là các thanh niên máu lửa vác súng vác gươm đi ra săn mình chết. Tay không bắt giặc thế này căng lắm. Hôm nay là buổi tối chủ nhật cuối tuần, nhưng mà vì khó chịu trong người nên là bạn khán giả đặc biệt của tôi, bạn ấy phải nằm bẹp dí ở nhà, không đi chơi đâu được. Vì thế chương trình này dành tặng cho bạn ấy. Lại chơi fit 50-30 tiếp, lâu lâu không chơi trò này thấy vui. Bùm chiếu. Úi trời ơi, headshot. Ơ kìa, hai bên sau không trúng. Đây là boss hệ thống. Có cái cánh thần long vũ vẫy rất là ác liệt. Tôi có cánh phụng hoàng lửa hắn hoi, nhưng mà bây giờ mà lắp vào thì cũng là giật tung chảo. Các bạn xem stream lại cứ tưởng là xem phim gì ấy, phim ma. Nằm luôn. Và như vậy là sắp đến giờ Chí Tôn rồi. 40 phút nữa thôi, 35 phút nữa, 8:30. Chí Tôn thì toàn các thanh niên cầm súng 360 góc đi thôi. Bắn thì có sẵn hiệu ứng dẫn đường cho người, chả bao giờ mít được. Vòng loại tuần trước thì mình xếp thứ 3 nó mới đen chứ. Tuần này quyết tâm lấy lại vị trí số 1. Vòng loại số 1 cho nó oách. Vào đánh vòng chung kết nó mới hưng phấn được. Ô, như vậy là tiếp tục gặp anh đặc cấp ND. Vi 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 vi. Càng phết đấy. Mình mà bắn mít một cái xem. Các thánh này cho ăn hành ngay. Và ngày định làm gì đây? Ngày quyết định quất luôn. Dì phụ vậy người ơi. Ôi trời ơi. Tự nhiên biếu cho mình 3k máu. Tươi. Bạn đã có lòng thì mình xin nhận 3k máu của thanh niên. Ô chú Red nghỉ rồi hả chú? Thanh niên này không biết là ai đây.
Vâng. Hóa ra là bạn ấy hồi trước bạn ấy bị thanh niên Nam mặt trai bắt khi mà đi 18 cộng chị Tôn. Hồi đấy có cái trò là 18 cộng thì tám cộng được xu, mà cái trò đấy thì ông nào nhanh nhẹn cao hơn thì thắng. Hồi đấy thì cái ác này nhanh nhẹn cao nhất lên server, nhưng mà sau đấy thì không có cái không còn cái trò chỉ tôn 18 cộng nữa, không còn ăn xu nữa, và ra phiên bản mới có manh hóa gia công nên là bây giờ cũng rất nhiều cao thủ đã vươn lên. Anh gấu đẹp trai giờ đã chuẩn bị đi vào dĩ vãng rồi. Vâng, chú cháu như đúng rồi. Nó còn trẻ như này sao gọi gọi thế tổn thọ chết. Thế lại ông. Ôi tôi chết tôi rồi. Bằng mít kìa. Ta da. Búp búp khiên lên chắc là khả năng là không chết. Chú gà quá. Oh, thanh niên này nguy hiểm quá. Mọi người chết tôi mà thôi. Còn 84k máu. Với thanh niên này 1-2 bắt. Có chết không? Chạy đi, hấp thụ giảm thương, hấp thụ giảm thương Umala, chạy đi. Tèn ten, không chết. Hấp thụ luôn. Trời ơi. Hên dữ. Rồi, tôi thấy quá đau tim với các vụ này rồi. Thanh niên này, bạn ấy sử dụng tool, tool có 35 giây cơ, thế nên là chat thoải mái, tôi có 10 giây thôi, vẫn phải cố gắng chat trả lời.
Tôi không chơi nữa. À, 8 giờ rồi. À, xin phép các bạn, xin phép bạn 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 khán giả đặc biệt của mình ngày hôm nay. Thực ra hôm nay tôi cũng có hơi nhiều việc và muộn nên là chưa kịp ăn uống. Nên là buổi stream của chúng ta đành phải kết thúc sớm bây giờ thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào một dịp khác. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại.